Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với bản tin buổi sáng hàng ngày của Góc Arsenal. Bây giờ, hãy cùng chúng mình điểm lại những chuyển động thú vị của đội bóng thân yêu ở trong 24 giờ đã qua. Nhớ like, share và subscribe anh em nhé. Giờ thì bắt đầu thôi. Arsenal đang có một vị trí tốt trên bảng xếp hạng. Đội quân của Arteta đang đứng thứ tư, có 3 điểm nhiều hơn Tottenham, trong khi vẫn còn một trận chiến đấu trong tay. Trong tháng 3, Arsenal đã thắng 3 và thua 1 trận. Arsenal giành chiến thắng trên sân của Watford để khởi đầu tháng 3 này. Họ thắng Leicester thuyết phục trên sân nhà. Trước khi để thua đội đang đua vô địch Liverpool. Dù vậy thì Arsenal đã khép lại tháng 3 bằng một chiến thắng nữa trước Aston Villa để củng cố vị trí thứ tư của mình. Arsenal đã ghi được 6 bàn trong tháng này để thủng lưới 4. Chia sẻ sau khi giành giải thưởng huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng lần thứ 2 tại mùa giải năm nay, Arteta nói: "Đây là một vinh dự với các huấn luyện viên vì đẳng cấp của giải đấu này. Tôi muốn cảm ơn mọi người câu lạc bộ vì sự ủng hộ và đóng góp của họ. Chiến thắng các trận đấu là kết quả của việc tất cả mọi người đều làm tốt công việc của họ." Chia sẻ trước trận đấu với Crystal Palace vào thứ hai, Arteta cho rằng sự đoàn kết trong đội hình Arsenal là điều quan trọng đằng sau thành công hiện tại. "Tôi cho rằng đoàn kết là điều quan trọng vì nó là nền tảng giúp bạn xây dựng mọi thứ. Sau đó bạn cần các cầu thủ, bạn cần chất lượng, sự thấu hiểu, bạn cần câu lạc bộ và cổ động viên đồng hành với con đường của mình, ủng hộ và khuyến khích nó. Đó là điều mà chúng tôi đang cố gắng làm." Phát biểu trước cuộc đụng độ với đội bóng cũ, huấn luyện viên Vieira cho biết: "Tôi không ngạc nhiên về cách Arsenal đang chơi và tiến bộ. Tôi tin rằng họ có một đội hình tốt và một huấn luyện viên tốt. Bây giờ Arsenal đã rất rõ về cách họ muốn chơi, đang chơi thứ bóng đá tốt hơn và có sự tự tin. Đây sẽ là một thử thách đối với chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng đang ở trong một giai đoạn thực sự tốt." Nói về huấn luyện viên Mikel Arteta, Vieira tiếp tục: "Tôi nghĩ anh ấy đã trải qua một giai đoạn khó khăn và cố gắng giữ được sự bình tĩnh, lạnh lùng, đồng thời tìm cách quay trở lại để giải quyết tình hình. Kết quả mà Arteta đạt được gần đây thực sự là khả quan." Aaron Ramsdale gia nhập Arsenal vào mùa hè 2021 với mức phí chuyển nhượng 28 triệu euro. Dù thời gian đầu chưa có được chỗ đứng, nhưng về sau, với nỗ lực của bản thân và cơ hội được huấn luyện viên Mikel Arteta chào cho, anh đã trở thành sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ. Người đàn anh Belledo đánh bại lũ quần trên băng ghế dự bị cho tới trận đấu gặp Aston Villa hồi tháng 3 vừa qua. Lý do là bởi Ramsdale chấn thương. Mới đây, khi chia sẻ với 442, Ramsdale đã hé lộ nguyên nhân quan trọng khiến anh quyết định gia nhập The Gunners. "Thành thật mà nói, không phải là huấn luyện viên Mikel Arteta, mà đó là Bukayo. Tôi nghe tin đồn rằng Arsenal quan tâm tới mình khi đang ở cùng đội tuyển Anh tham dự Euro 2020. Và Bukayo đã đề cập rằng cậu ấy và ông chủ Arsenal đã nói về tôi. Khi kỳ chuyển nhượng đang diễn ra nhanh chóng, tôi quay trở lại Sheffield United và nói chuyện với lãnh đạo đội bóng. Họ nói với tôi rằng đội bóng sẽ vẫn ổn và tôi cần một năm để có được suất bắt chính thường xuyên tại Arsenal. Họ thật tuyệt và chúng tôi có thể trao đổi mọi điều một cách cởi mở." Mục tiêu hàng đầu của Arsenal là cải tổ hàng công trong bối cảnh Alexandre Lacazette và Eddie Nketiah sẽ đáo hạn hợp đồng vào tháng 6. Theo Queen Donet là chân sút lọt vào danh sách chuyển nhượng rút gọn của pháo thủ. Dĩ nhiên, họ cũng cần có thêm những tân binh ở hàng tiền vệ lẫn hậu vệ. Theo báo cáo của tờ Telegraph, Leicester sẽ cho phép tiền vệ Telemans rời đi vào mùa hè với mức giá 25 triệu bảng. Tuyển thủ người Bỉ, người được Pep mô tả là đạt đẳng cấp thế giới, sẽ hợp đồng với Bầy Cáo vào tháng 6 2023. Do đó, họ buộc phải bán gốc Anh nếu còn muốn kiếm tiền để tái đầu tư. Thực tế thì Telemans được Arsenal quan tâm từ hồi tháng Giêng, nhưng thời điểm đó không có thỏa thuận nào đạt được. Ngoài ra, Evry Santara cũng cho rằng Mitchell Rowe có thể bán hậu vệ trẻ tài năng Dias Prense với mức phí chuyển nhượng 12 triệu bảng. Prense đã có một mùa giải khá thành công tại Nottingham Forest khi đánh bại chính Arsenal ở FA Cup và chỉ dừng bước tại tứ kết. Tuy nhiên, huấn luyện viên Mikel Arteta cần nhanh tay bởi Tottenham cũng muốn có chữ ký của hậu vệ trẻ này. Tâm điểm loạt trận tranh playoff giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2022 khu vực châu Phi diễn ra xung quanh cặp đấu giữa Ai Cập và Senegal, đương kim Á quân và đương kim vô địch của CAN Cup. Ở trận lượt đi, Ai Cập tận dụng lợi thế sân nhà và đánh bại Senegal với tỷ số tối thiểu. Đáng tiếc cho đội tuyển xứ kim tự tháp khi sang trận lượt về, Senegal đã ghi bàn, buộc tấm vé tới Qatar phải được phân định bằng loạt sút penalty. Trên chấm 14m, Ai Cập tiếp tục ôn hận trong vòng 2 tháng, khi tới siêu sao Mohamed Salah cũng không thực hiện thành công lượt sút của mình.
Arsenal cũng có một thành viên góp mặt trong thành phần của tuyển Ai Cập là tiền vệ Mohamed Elneny. Trả lời phỏng vấn được tường quan dẫn lại, huấn luyện viên Mikel Arteta đã động viên cậu học trò 29 tuổi. Tôi nghĩ rằng phần lớn cầu thủ Arsenal tập trung cùng đội tuyển quốc gia vừa qua đã trải qua một trải nghiệm thực sự tốt, đã có một số màn trình diễn thực sự hay và họ cũng ghi những bàn thắng quan trọng. Tôi thực sự buồn cho Elneny, bởi lẽ đây là lần thứ hai điều này xảy ra với cậu ấy. Về khía cạnh cảm xúc, kết quả có ý nghĩa rất lớn với Elneny, nên tôi chắc chắn rằng tập thể ở đây và sẵn sàng giúp cậu ấy. Chiếc áo số 7 nổi tiếng của huyền thoại người Pháp Robert Pires đây được kế thừa bởi cầu thủ trẻ người Anh. Chứng kiến những gì Bukayo Saka đã làm được trong thời gian qua, Pires đã có những lời khen tặng dành cho hậu bối của mình. Pires chia sẻ trên tạp chí 442 ấn bản vào tháng 5 2022 trên trang 30 của tờ báo này. Tất cả chúng ta đều thấy phẩm chất của anh ấy, tôi không ngạc nhiên về sự nghiệp của anh ấy. Tôi có liên hệ với anh ấy và chúng tôi thường xuyên trò chuyện. Anh ấy đã xin tôi lời khuyên và anh ấy là một người thông minh. Saka, Smith Rowe, Martinelli, họ đều là những cầu thủ quan trọng mà tôi thực sự thích. Aaron Ramsdale cũng vậy. Cùng nhau, họ đại diện cho tương lai của Arsenal và phải trưởng thành bên cạnh những cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn như Xhaka, Gabriel hay Partey. Sự pha trộn đó rất khó để kết hợp lại với nhau, nhưng Arteta cuối cùng cũng tìm ra công thức để thành công. Pires bổ sung. Như vậy là phần điểm tin của chúng mình tới đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.